Chương 2. Tương ưng minh kiến. Thứ nhất, đầu ngón tay. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu ngón tay, rồi gọi các tỷ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì nhiều hơn? Một ít bụi này ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn với ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Ít hơn là khổ còn lại, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ quẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy, lợi ích lớn thay, này các tỷ kheo, là pháp minh kiến, pháp thiền quán. Như vậy, lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Thứ hai, hồ sen. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy, một người lấy nước lên dưới đầu ngọn cỏ, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào nhiều hơn, nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ hay nước của hồ sen? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen. Ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với bậc thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Ít hơn là khổ còn lại, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ quẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy, lợi ích lớn thay, này các tỷ kheo, là pháp minh kiến. Như vậy, lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Thứ ba, nước sông hợp dòng. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Ganga, sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên 2 hay 3 giọt nước, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, 2 hay 3 giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước hợp dòng. Ít hơn là 2-3 giọt nước được lấy lên, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh nước ở hợp dòng với 2 hay 3 giọt nước được lấy lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, như trên. Thứ tư, nước sông hợp dòng. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Nước các sông ấy đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ trừ 2 hay 3 giọt nước, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì nhiều hơn, nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là 2 hay 3 giọt nước còn lại? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là 2 hay 3 giọt nước còn lại, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh nước sông hợp dòng
đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần với hai hay ba giọt nước còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Thứ năm, quả đất. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, có người đặt bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo trên quả đất lớn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái nào là nhiều hơn? Bảy cục đất tròn to bằng hột táo được đặt trên quả đất hay là quả đất lớn? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là quả đất lớn, ít hơn là bảy cục đất tròn to bằng hột táo được đặt trên quả đất, không phải 100 lần, không phải 1000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn với bảy cục đất tròn được đặt trên quả đất, cũng vậy này các tỷ kheo. Thứ sáu, quả đất. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, quả đất lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần, trừ bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Quả đất lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần hay là bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là quả đất lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần, ít hơn là bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần với bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại, cũng vậy này các tỷ kheo. Thứ bảy, biển. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, một người từ biển lớn lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên hay là nước biển lớn? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước biển lớn, ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước biển lớn với hai hay ba giọt nước được lấy lên, cũng vậy này các tỷ kheo. Thứ tám, biển. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, biển lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần, trừ hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước biển lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần hay là hai hay ba giọt nước còn lại? Chính là cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước của biển lớn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần, ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước của biển lớn đi đến Đoàn Tần với hai hay ba giọt nước còn lại, cũng vậy này các tỷ kheo. Thứ chín, ví dụ với núi. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, có người đặt bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải trên vua núi Tuyết Sơn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải này được đặt trên núi hay là vua núi Tuyết Sơn? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là vua núi Tuyết Sơn, ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi. Không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh vua núi Tuyết Sơn với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi, cũng vậy này các tỷ kheo. Thứ mười, ví dụ núi. Trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, núi Tuyết Sơn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần chỉ còn lại bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Núi Tuyết Sơn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần hay là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được còn lại? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là núi Tuyết Sơn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần này, ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải còn lại này. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh núi Tuyết Sơn đi đến Đoàn Tần, Diệt Tần với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải còn lại,
Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, diệt tận, ít hơn là khổ còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ quận trước đã được đoạn tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy lợi ích lớn thay, này các tỷ kheo, là pháp minh kiến. Như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Thứ 11, ví dụ núi. Trú ở Savatthi. Dĩ như, này các tỷ kheo, các ông đặt 7 hòn sỏi lớn bằng hộp đầu trên vua núi Sineru, núi Tu Di. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? 7 hòn sỏi lớn bằng hạt đậu được đặt trên núi hay là vua núi Sineru? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Sineru, ít hơn là 7 hòn sỏi lớn bằng hộp đầu được đặt trên núi. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh vua núi Sineru với 7 hòn sỏi lớn bằng hộp đầu được đặt trên núi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, so sánh sự chứng đắc của vị thánh đệ tử đã chứng kiến cụ túc, của người đã chứng minh kiến, thời sự chứng đắc của các hàng sa môn, bà la môn, du sĩ ngoại đạo, không bằng 100 lần, không bằng 1000 lần, không bằng 100.000 lần. Cũng vậy, chứng đắc lớn, này các tỷ kheo, là kiến cụ túc, là người đã chứng được đại trí như vậy.